tụi con đi ra chỗ lấy xe thì có một con chó rất là to ngay chỗ lấy xe đó. Anh này thì anh ga lăng, anh mới kiểu như là anh để anh dắt tụi em qua. Thì nhóm con qua trước thì con là người cuối cùng. Thì con chào anh, cảm ơn. Thì cho tới sau này con mới biết là anh sợ chó. Tụi con được xếp ở chung một phòng để tối diễn, để thay đồ này nọ. Con thấy anh hơi giống BD. BD anh ngồi mà anh lúc anh đang ngồi dưới đất nhưng mà anh ngồi chéo một bên này xong rồi anh xếp, đồ, anh xếp đồ rồi anh gọn tới cái mức mà ngăn nắp ra từng ly từng tí sai một chút xíu cũng không được. Xong rồi mà make up là make up thì bình thường không nói đi, nhưng mà kiểu như cái cách anh make up rất là mắc cười luôn á. Anh ngồi trên xe, anh ngồi cái bên anh cứ hung má ra ngoài mà con cũng để yên cho con sẽ cắn rồi, sẽ cắn rồi nữa. Lúc nào con cũng giật mình, anh làm gì vậy? Cái anh cũng mắc cỡ nói anh đâu có gì đâu. Xong rồi cái anh thì con không biết tại sao con cũng để yên chứ không. Con tên là Huyền Ngọc, năm nay con 32 tuổi và con đang làm ca sĩ. Và nghệ danh của con là Nancy. Đó, Nancy. Ngoài làm ca sĩ ra thì con là diễn viên lồng tiếng. Ở nhà có bán ốc online nữa. Trời ơi, ốc kìa. Chào, chào cô Hồng Vân, chào chú Thuận. Con tên là Hoàng Tú. Nghề của con là ca sĩ tự do. Nghệ danh luôn. Nghệ danh con là Kiun. Rồi Kiun còn làm gì nữa? Dạ, ngồi hát thì con cũng sáng tác với lại phụ vợ bán ốc. Dễ cưng. Cưng lắm. Giờ mời Kiun bây giờ biểu diễn hai vợ chồng. Thì con xin phép hát một đoạn ngắn đứng lên chồng đứng lên khoe phọt okay, okay. Con dạ. Bài này do chồng con sáng tác luôn. Kêu anh sáng tác luôn hả con? Hai ba đi bên em, bên em lòng càng thiết tha, anh không buồn dài qua bao nhiêu phong ba giữ chặt lấy nhau thương yêu mặn nồng. Khi xem cô đơn ngày dài ngóng trông đêm mong tình già, vâng tôi ca dịu em mỉm cười với nhau trên con đường yêu đầy muôn màu. Hay quá. Chút nữa xin cái beat này để Quốc Thượng với Hồng Vân hát trong dòng con. Bé vợ nó quên chữ hay hai chữ gì đó ha, là bé chồng nó sáng tác nó thuộc á. Chúng ta quay lại chương trình. Cái cơ duyên nào mà các con lại gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên là đi hát ở Sài Gòn. Hôm đó là con hát trước, nhóm con hát trước, nhóm con là ba nữ. Thì nhóm của chồng con là hai nam. Lúc đó tụi con chưa có hát chung với nhau. Thì con vô thì con cũng nhìn thấy hai anh này đứng ở trong cánh gà. Lúc đó ấn tượng con không có nhiều gì về anh này. Thì có một... dối lòng không? Dạ thì con không có gì ấn tượng với anh này hết. Thì lúc mà tụi con đi ra chỗ lấy xe thì có một con chó rất là to ngay chỗ lấy xe đó. Anh này thì anh ga lăng, anh mới kiểu như là anh để anh dắt tụi em qua. Thì nhóm con qua trước thì con là người cuối cùng. Thì con chào anh, cảm ơn. Thì cho tới sau này con mới biết là anh sợ chó. Trời ơi, con cũng dạy gái dạy mỹ nhân tới cái mức mà cũng hình sàng hy sinh luôn á. Ôi, lý do gì? Em đoán ngay chắc là để ý bé Nancy á. Đúng không? Cuối lúc em mới nhìn thấy, ủa con này xinh xinh ta. Cái nào nghĩ qua, sợ sợ chó một xíu. Thôi kệ, dắt đại qua đi chứ biết sao giờ. Mà con có nghĩ rằng đang đi con chó nó tập con cái rồi sao? Cũng hơi sợ á. Thôi mà lỡ rồi bây giờ dắt luôn sao vậy? Sau đó dạ, thì sao đó mà? Thì cũng không có liên lạc gì với nhau cho tới khoảng một tháng sau tụi con mới cùng một show nữa với nhau ở Sa Đéc. Đó là ngày mà tụi con bắt đầu có tình cảm với nhau nhiều hơn. Đó là tụi con được xếp ở chung một phòng để tối diễn, để thay đồ này nọ. Con thấy anh hơi giống BD. BD anh ngồi mà anh lúc anh đang ngồi dưới đất nhưng mà anh ngồi chéo qua một bên này xong rồi anh xếp đồ rồi anh gọn tới cái mức mà ngăn nắp ra từng ly từng tí sai một chút xíu cũng không được. Xong rồi ngồi make up là make up thì bình thường không nói đi, nhưng mà kiểu như cái cách anh make up rất là mắc cười luôn á. Tới tối đi diễn thì anh lên sân khấu anh lại rất là men, rất là thần thái luôn cô chú. Con rất là bị cuốn luôn. Dạ con nhìn anh hoài, nhìn anh diễn hoài, anh diễn ba bài là con nhìn hết ba bài. Cái lúc mà con ngồi con quá trang vậy đó, con có biết là có một người đang nghía con không? Con biết đâu, tại nhìn gương nghía. Đừng nhìn chắc ra là mình đã mà để ý bạn này từ lúc mà trước rồi. Đúng rồi đó. Rồi xong sao nữa con Tú? Sau đó là lúc con có nhìn bé này hát ở trên sân khấu không? Có nhìn mê với ta, mình cũng mê kiểu hay gì ta. Chà, có nhìn gặp đúng đối tượng. Sau đêm đó là về sẽ nhắn tin tìm trao đổi với nhau đúng không? Tối hôm đó tụi con còn đi ăn nữa. Đi ăn con mới rủ hai anh đi nhậu với nhóm em. Hai anh này không ai biết uống luôn. Lúc thời điểm đó hai ảnh đang idol của Bingo, idol rất là đào hoa luôn. Thì ảnh nói là bây giờ anh phải like rồi, cái con cũng đi ra đi vô, con kêu hoài thôi đi nhậu tụi em chút xíu đi, ngồi đó like cũng được mà. Xong rồi cũng đi xong rồi có chơi trò chơi với nhau là con có người yêu chưa, xong rồi con nói yêu bao nhiêu người rồi anh cứ hỏi tới. Thì hai đứa lúc mà nhậu thì cũng nghĩ nhau rồi, nhìn ngồi đối diện á cô thì cũng gu đó, đây cũng gu đó rồi. Đi xong rồi cái bữa đó ngủ lại thì chưa có chuyện gì xảy ra hết. Tới ngày hôm sau tụi con đi về lại Sài Gòn, đi cùng xe về Sài Gòn. Anh ngồi trên xe, anh ngồi cái bên anh cứ hung má con hoài. Mà con cũng để yên cho con. Em sẽ cắn rồi, sẽ cắn sao đi nữa. Lúc đầu con cũng giật mình, anh làm gì vậy? Cái anh cũng mắc cỡ nói đâu có gì đâu.
xong rồi cái anh thì con không biết tại sao con cũng để yên cái Hùng thì đó thì cũng con sống, biết câu trả lời sống rồi. Ái tình rồi. Khi mà tụi con quen nhau thì hai người chỉ là giống như là phía sau luôn có những cái dự phòng. Cả hai đều như là vậy. Sao là sao dự phòng là sao? Không có tin đó phải không? Dạ, hai đứa đều nghĩ là không có tới với nhau được bao lâu cho nên là phía sau người ta theo đuổi con vẫn để cho theo đuổi. Còn ảnh cũng vậy, cục sạc dự phòng sau lưng kiểu gì Tú là mấy cục sạc chắc mấy ba bốn cục sạc luôn. con mấy cục sạc dạ chắc cỡ cũng 3-4 người. Trời ơi cũng mệt lắm á, một tuần lễ có 7 ngày thôi. Dạ không, thì cũng không có đi chơi, con cũng nhắn tin thôi, đi chơi thì con chỉ chọn những người mà con thích thì con mới đi thôi. Nhưng mà đến khi nào thì các con dẹp hết mấy cục sạc dự phòng đó qua, bỏ hết để mà chính thức đến với nhau? Khi mà tụi con chắc tầm khoảng 1 tháng tụi con quen nhau thì tụi con cảm thấy là con cũng có tình cảm với anh này thiệt. Nhưng mà con lại ảnh lại có quá nhiều cục sạc đi. Thì con phải tìm cách làm sao để cho người ta biết là ảnh đã có chủ. Lúc đó con lại chim hạn chế lại chim đi. Nói chung là cũng sợ cho biết bên đây là mất fan như vậy, mất fan. Cái đầu một khoảng thời gian sau mới công khai. Con gặp Facebook. Công khai là em công khai chứ. Có phải là do cô ấy áp lực em để khiến cho con phải công khai cái mối tình? Dạ không, dạ không áp lực, con áp đặt luôn. Không áp lực, con áp đặt luôn. Đặt luôn. Đúng rồi, đặt luôn. Lấy điện thoại luôn, dạ, đổi chế độ. Con đăng Facebook con trước là hình con với ảnh chụp với nhau. Con thấy vẫn còn chưa có đủ á. Thì cái một ngày khi ảnh đang ngủ thì con mới lấy điện thoại của ảnh, con mới lấy tấm hình của hai đứa con up lên bằng Facebook của ảnh luôn. Sao con không canh lúc thằng Tú nó like á, nó lướt qua thằng cái. Dạ có, dạ có, nhưng con mà up cái mặt con vô con hôn cái chốc cái con đi. Anh hay lắm cô, ảnh đang like đi mà chỉ cần có người xung quanh thôi hay là đứng gần thôi là ảnh đưa cái mặt ảnh sát với cái màn hình vậy nè. Không cho thấy luôn. Sau đó là Tú nghiêm túc là chỉ có một mình con thôi, chứ không còn để lại một cục sạc nữa hết đúng không? Nhìn vậy á là làm sao em tin được là chỉ có một? Có một chuyện làm cho vợ tình cảm của tụi con trở nên giảm đi nhiều là hai cái chị mà trong nhóm của con á không thích con tới với ông này, thấy con bắt đầu có tình cảm thì nó là đào hoa, thấy đào hoa lắm, không ổn đâu. Đừng có sâu đậm quá. Hai bà bắt đầu điều tra phát hiện ra là trong một mối quan hệ mập mờ là cả hai người đều không công khai mối quan hệ đó mà để cho mạnh ai có thể đi thoải mái với nhau song song với con luôn. Dạ là người đó cũng biết ảnh đang quen với con luôn. Bữa đó là con đang đi diễn ở Đồng Tháp thì con mới lóc cái Facebook ổng luôn, con không nói, không hỏi gì hết, con lóc luôn. Tại vì con cũng nghi là có một cái gì đó không ổn, con cũng hỏi rồi, ảnh nói là không có đâu, không có đâu. Cái ảnh mới tìm mọi cách để liên lạc với con. Con tới Đồng Tháp khoảng chừng 1-2 tiếng sau là ảnh có mặt ở Đồng Tháp. Con đá hai bàn tay cái ảnh mới quỳ xuống. Ảnh năn nỉ con, ảnh nói là không bao giờ có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không làm cho em buồn đại khái. Thì những lời hứa của đàn ông đó cô. Con không biết, thôi mày em nữa chứ gì. Nhưng mà ảnh mặt cuối cùng là nó ở lại phòng con đúng không? Không, ở phòng con, của con về phòng đó. Là con vẫn cứ kiên quyết về phòng của mình. Vậy gì về phòng làm con nhưng mà khóc. Cũng có một chút mũi lòng đúng không? Dạ đúng, tại lúc đó con cũng thương nữa. Sau khi dẹp cái vụ đó, ngày đứa chính thức đến với nhau thì có cưới nhau sớm không? Sau ngày hôm đó là anh dọn đồ, anh thuê một cái nhà ngay gần nhà con luôn. Anh qua bên đó anh ở thì anh nói là cho tiện em qua lại. Thì lúc đó con cũng đang giận, nói em đâu có muốn qua đâu. Cái tự nhiên dọn là mọi cách mọi cách luôn, thuê nhà luôn nữa. Bác sĩ kêu cưới. Dọn về ở gần cho nên là mới có em bé đúng không? Dạ. Lúc mà vợ con báo là nó có thai đó, lúc ấy con sao, cảm giác con sao? Chùa lúc đó bùm, nghe bùm sau lưng mình đi. Ủa đang thay đổi sự nghiệp, nhiều thứ mình chưa làm xong luôn, giờ dập gia đình sớm vậy ta? Phải gọi điện về cho ba mẹ con chứ. Rồi ba mẹ con vui lắm. Tức là ba mẹ mừng. Con vui vẻ, không làm gì làm gì. Mẹ con thì sao? Đi qua nhà con gặp mẹ con nói chuyện thì ảnh... Anh ngồi như một con cún con, ngồi khép nép mình. Mẹ cũng nói dạ con cũng tới hỏi cưới Ngọc. Thì mẹ con đọc phản liền. Không có cưới. Con lấy hết can đảm, tại trước giờ con đâu có gặp cái tình huống gì đâu. Nếu mà bác không cho con cưới Ngọc thì giờ con không biết cái bầu này sao. Giờ con không biết cái bầu này sao. Nói thẳng luôn. Mẹ con trợn mắt lên. Là sao? Xong quay qua hỏi con là sao, lúc đó con cũng sợ nữa. Mẹ con lúc đó không có thích, kiểu như là nó suy nghĩ kỹ lại đi. Mấy con nói giờ có em bé rồi suy nghĩ sao nữa mẹ. Thì nó cũng nên suy nghĩ đi, về suy nghĩ đi rồi hãy quyết định thêm một lần nữa. Đại khái là nó hai tụi con phải lo cho sự nghiệp nhiều hơn đã. Anh khóc, mẹ con bỏ lên lầu. Em ngồi dưới đó anh khóc, khóc như một đứa nít luôn, khóc tức tưởi luôn. Anh mới nắm tay con anh nói là dù cho gia đình em không chịu, anh vẫn sẽ cưới em, bằng mọi cách anh cũng sẽ cưới em cho bằng được. Rồi con nghe câu đó xong là con xìm luôn. Dạ. Con cảm thấy trời ơi, một đứa của mình đây rồi đúng không? Dạ. Rồi xong mà... cuối cùng là mẹ có sau mẹ đó có đồng ý không? Đồng ý không? Mẹ có đồng dạ, ý. Dạ đồng ý. Dạ sau đó mẹ đồng ý. Thì con mới báo cho anh biết, anh rất là vui. Là cái lúc đó là mẹ chỉ là hơi
hơi lẫy á, với lại dạ. hơi bị sốc á, dạ, đúng rồi. Cho nên là mẹ không thể đưa ra một cái quyết định là đồng ý hay là không đồng ý, dạ. mà bỏ đi như vậy để lên lầu ngồi tĩnh tâm đó con. Như vậy là vui vẻ rồi ha. Dạ, dạ. Hai đứa cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 2 năm. 2 năm. 2 năm cũng có tật xấu dĩ lòi ra không nè? Đó đó cái dạ. cái này vui nè, cái này vui nè con. Ai kể trước? Em nữa hả? Ừ, vậy mày trước luôn. Cái tật xấu đầu tiên là nói nhanh đó cô chú. Nói nhanh lúc mà con với mẹ con không nghe được ông nói gì luôn. Nói nhanh tới cái mức mà nếu như con không nghe kịp câu đó là con không có cơ hội nghe lại luôn. Anh đang trong toilet đi. À con ở ngoài, anh nhờ em ơi anh nói gì vậy, anh không gì để anh tự làm luôn cho à. Bé gái nó có hiểu con nói gì dạ, hiểu, dạ hiểu hiểu hả ba em ba em ba. Thứ hai là tuần này con ghét lắm luôn á à, hay móc nách con á, móc nách con á. Dù là ở nhà hay là ở ngoài đường cứ ông cứ thấy con mà áo xách nách thôi, chỉ cần mặc cái xách nách thôi nha là ông nhìn wow là là chung cả hai nha. Là ngủ con chui nách lửa nếp con ở ngoài đường đi chẳng hạn như con đang chỉ cái gì đi là ông sẽ nhìn vô nách con. Thì ông me rồi, không để ý cái là ông giết một cái gì nè. Chung hửi à, trời ơi. Tật này tật là kêu bằng không phải tật xấu mà là quái thai quái thú. Nó hơi xấu nữa. Ở nhà, quái. Nhà thì còn, ở nhà thì còn đỡ đi, còn ừ. ở ngoài đường con không thích luôn á. Tiên đứng ngoài đường trời hi lắm luôn á. Mình nghiện cái mùi lắm. Nhưng mà con đã nói là đừng, con bực mình luôn, có một lần con bực mình là con chửi luôn. Anh đừng có làm gì nữa coi. Không, bây giờ mà ngoài đường bị người ta bắt gặp không? Dạ, người chắc là có đó cô. Một cái nữa là mỗi lần mà tụi con có chiến tranh với nhau, gây lộn với nhau thì anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với con hết. Anh sẽ chọn cách là im lặng và đi lau nhà. Nhà con lúc nào cũng sạch. Ôi dễ thương mà. Chiến nhiều đó, đúng không? Dạ, cái này dạ, thật dễ thương dạ, con dạ, ơi. Dễ thương. Mà không có lau bằng cây, lau bằng tay không à. Giống như nhà những cái mình dạ. Lau bằng tay có khăn lau mới sạch đúng không? Như vậy là chắc cái gạch nhà con chắc nó bóng. Dạ đúng, ngày nào cũng mấy phút là lau liền. Ra là nội trợ là chồng con làm hết. Tất cả con làm hết. Dạ. Dạ. Ôi giỏi quá vậy ta. Dạ con chỉ có bày thôi. Con mong muốn Tú thay đổi điều gì? Dạ con chỉ muốn là chồng con ví dụ như có móc nách thì ở nhà thôi, ra đường đừng có móc nữa, tự lắm thôi dạ. Ừ, ở ngoài đường bỏ ha. Ở ngoài đường là bỏ luôn. Rồi giờ tới con đó, Kyun. Thật xấu là rất là bày luôn. Rất kỳ bày luôn. Là bừa bộn đúng không? Con phải đi theo sau được dọn luôn. Thí dụ bà bày cái gì? Ăn uống không rửa chén nè, quần áo đi diễn về quăng nơi này nơi, mỗi lần đi kiếm cũng hơi khó. Dạ, con phải đi lụm hả? Dạ lụm hốt quét rồi cho nó gọn gàng lại, nói chung là con rất là gọn gàng. Trong nhà rất là gọn gàng. Rồi bày ra con dọn, bày ra con dọn cái gì rồi nữa là sao ta hay lớn tiếng với chồng biết không biết con sao đây mà mỗi lần mà vợ lớn tiếng á, một là con đi lau nhà, còn hai mà nặng nữa là lên sân thượng mà kêu đúng đúng là con đứng khóc mình kiểu vậy. Ôi ôi. Là con tâm sự chính bản thân dạ khóc khóc thầm. Khóc thầm thêm một cái tính cách nữa. Ôi, tính cách nữa vô đáng yêu quá. Cái cặp này không mấy mời nó vô một bộ phim luôn cho đầu thì có đáng yêu gì đâu. Rồi tiếp tục đi con. Tại chắc gì đó rồi. Ít vậy. Con mong vợ con thay đổi điều gì? Nói chung là em phải gọn gàng hơn xíu nữa để anh đỡ cực hơn. Rồi ăn xong cái đầu giống như anh đang phụ em rửa thì em vô rửa chén. Đúng không? Nó sẽ nhanh hơn, tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Con chăm sóc được con nữa đúng không? Tức là chia sẻ với nhau trong công việc nhà. Dạ đúng rồi, chia sẻ. Đúng không? Bớt lớn tiếng với anh xíu là được. Thì xíu đi. Không sao đâu. Thấy thương quá, thiệt tình luôn á. Sao con cũng được không? Chứ cô thấy nhìn nó là cô muốn rơm rớm rồi đó. Con la xong thì con cũng thấy ân hận lắm. Nhưng mà có nhiều khi anh làm cho con bực mình thiệt. Cô hiểu rồi, dạ. Hai đứa hay mâu thuẫn ở cái vấn đề dạy con đúng không? Dạ đúng rồi. Hai đứa ngồi bàn với nhau theo một cái đường hướng sao mà trao quyền đó con, một người đấm một người xoa dạ đó để mà đừng gây lộn, hai đứa tụi con đáng yêu quá trời luôn à. Rồi rất là cảm ơn hai con đã đến đây chia sẻ một cái câu chuyện về gia đình rất là thú vị, tràn ngập tiếng cười. Mong rằng là chú sẽ gặp hai đứa trong một cái dự án sắp tới của chú. Con cảm ơn chú. Rồi mời hai bé. Trẻ quá, trẻ trung quá. Rồi mời hai bé giới thiệu về mình. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Ngọc Dung. Thì năm nay con 27 tuổi và hiện tại là tụi con đang kinh doanh tự online. Dạ. Mời cái con. Gì con sinh năm bao nhiêu mà 27 ta? Dạ con sinh năm 95. Trời ơi nó trẻ quá. Trời đất ơi. Trẻ quá, 95 thì hơn mình có không? Mình nhỏ mình. Nó hơn là hơn số tuổi rồi hơn. Cái số 5 á. Thua xin ngầu có 1 tuổi à. Thua xin ngầu con lớn của cô á, thua chị ngầu 1 tuổi. Còn con dạ, sao? Con chào chú Thuận, chào cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Duy Thanh, thì năm nay con 26 tuổi. Thì con cùng vợ cũng đang kinh doanh online tự do. Tụi con kinh doanh về cái mặt hàng nào, bật mí xíu đi. Dạ, hiện tại là chắc mặt hàng thời trang ạ. Tụi con đang hướng tới mặt hàng thời trang unisex nam nữ. Chủ yếu là về áo thun, áo
sweater, áo hoodie và một số quần sọt. Có size nào cỡ chú không? Một chút nữa rồi add Facebook nghe để chú vô chú mua ủng hộ. Dạ. Đó. Chứ chú giờ mặc đồ cũng hơi khó. Tại mỗi lần đó cứ lên size hoài. Còn tôi mà đồ thể thao chắc không có tôi rồi đó. Có được không? Trời chị nói quá. Tôi thể thao bộ môn gì theo chú? À, yoga cho không nghe. Làm được cái gì luôn á, yoga nằm chút là ngủ. Coi yoga hít thở là ngủ. Cổ thôi sao cô Dân với chú Thuận cứ nhắn tin cho con cái size là tụi con làm riêng tặng cho cô chú luôn. Trời đã gì. Không, chị chạy bộ được mà Dân. Đạp xe đạp cũng được. Cái khớp này không còn xài được. Không, đạp xe đạp được, đạp xe đạp được. Được chút xíu mà đường đâu mà đạp. Mua cái xe, cái bây xe giờ, đạp, cái xe máy đạp. Nhưng mà bây giờ thành phố mình không còn đường để đạp xe. Đấy. Nhất là khu no. mà Thủ Đức nhà chị. No. Cái máy chạy, cái máy đạp xe đạp gym á. Nhà em có luôn. Mà sao không đạp hả? Em đạp chút xíu không đau giờ. Có hết đó con. Trời khó. Nguyên cái bộ mà vận động ở công viên là cô để ngay bên hông nhà cô mà không xài được một cái gì luôn. Thôi chịu quá luôn. Anh có cái gì muốn nói với cô? Vui nhất thiệt hờn ổn á. Tôi tự thương bản thân tôi luôn. Thiện hờn ổn á. Tránh xa thể thao. Ủa nhưng mà dạ. Hai đứa coi như là chắc có lẽ là chú đoán nha, chắc là quen nhau trên mạng đúng không? Có lẽ là thôi đừng đoán nữa để tình tở mà đừng đoán nữa mà. Bây giờ sao để rồi? Làm ông mụ thôi. À. Để cho Linh á. Nó chưa ha. Ừ. Đừng có mở mỏ ra. Đúng, quá. Đúng rồi. Nó bị mất cái linh khí đi. Thành ra là để ừ. Rồi dạ thôi, nói đi. Dạ. Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Kể chúng nghe coi. Dạ. Thật sự thì tụi con á là có gặp nhau ở trong một cái buổi trại tòng quân ở trên quận. Ừ. Trại tòng quân chú Quốc Thuận với cô Hồng Vân biết cái trại tòng quân không ta? Cái trại là để tiện mấy anh trung, lính lên đường nhập ngũ. Tập trung biết. Lính đúng rồi. Ủa, dạ. Tụi con ở Sài thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, tụi dạ. Con ở thành phố Hồ Chí Minh này. Quận mấy nào? Tụi con ở quận Bình Tân à. À vậy dạ. Là gặp nhau ở trại tòng quân quận dạ. Bình Tân. Dạ. Đúng không? Dạ. Thời điểm đó là hai đứa con lên để hỗ trợ cho phường dựng trại cho mấy anh ở. Dạ, thì cái cũng có gặp nhau nhưng mà lúc đó không có ấn tượng gì hết đó cô Vân ơi. Tại vì đến mãi sau này khi mà tụi con cùng tham gia xong rồi giữ cái chức vụ đó là phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên phường xong rồi tham gia nghi thức hội của phường của quận đầu đó thì mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn xong mới bắt đầu thấy là ok thì cái đó là còn con đâu đứa nào có chức có quyền một trong hai đứa phó chủ tịch nè phó tịch dạ là đây có chức có quyền dạ hai con. Hai đứa con cùng nhận chức cùng đó luôn nhận chức đó luôn. Dạ. Vậy là luôn thường là người ta hai ba phó đúng rồi hai ba phó và thường sẽ là hai phó không bây giờ chú nói nè cái lần đầu tiên á là dạ. Hai đứa gặp nhau giáp mí nhau dạ. Trong cái hội tòng quân dạ. Mà con là không ấn tượng gì ông này dạ. Nhưng mà con thì sao con cũng vậy luôn cô bé xinh đẹp như này mà không ấn tượng ta đã nói là ta không ấn tượng đến khi nào ta có chức có quyền bắt đầu lúc đó ta nói chuyện với nhau nhiều thì lúc đó người ta mới có ấn tượng tức là có chức quyền rồi đúng rồi hai gặp đứa... nhau để tham mưu nhau hai đứa đều là phó dạ. Cho nên là phải bàn bạc phải đưa ra đường đi nước bước sắp lược như thế nào trời đó đúng, đúng không tại dạ. Cô Hồng Vân với chú không biết sao tại vì cái hôm đó là cũng rất là nhiều người đâm ra tụi con cũng có sẵn những cái công việc riêng rồi lo công việc đúng rồi rồi bây giờ đến khi tụi con có chức quyền dạ rồi tụi con có nhiều cơ hội để gặp nhau đúng không dạ đúng rồi là hai đứa nói chuyện gì đó hai đứa con bắt tay nhau hợp tác vui vẻ lúc đó là con bắt như nè là hợp tác vui vẻ lúc đó cũng chỉ là biết nhau sơ sơ thôi cái lúc mà chạm vào nhau thì có điểm giật không lúc đó cũng chưa mà cũng chưa luôn bây giờ giống như chị với em nè cùng làm MC à. Của cái vợ chồng son nè chạm tay nhau đi có điện không em làm gì có là điện không có gì đâu nhưng thì mà nó là trẻ nhưng tại nó sao trẻ. Tại sao Thúy Nga đụng em lại có điện cô là cô Thúy Nga đó con nói là dạ. Nói cái là mối tình khẩu luôn à mối tình đơn phương của chú Thuận là tới bây giờ tới bây giờ luôn còn yêu cô Thúy Nga mà cô Thúy Nga không lấy chồng luôn quá. Chứ đúng không? Bây giờ Thúy Nga có chồng không? Khổ nghiệp quá. Bây giờ chỉ đi làm YouTuber thôi. Không lấy chồng luôn. Nhưng hôm giờ sao lại quay lại điểm của ta dạ. Đi. Tự nhiên khui chuyện tôi hoài vậy. Đó. Rồi sao rồi đến khi nào mới có cảm tình? Rồi hai đứa gặp nhau thường nói về chuyện gì? Đúng rồi. Hợp gu nhau ở điều gì? Đó. Nói cô nghe coi. Là tụi con mỗi lần gặp nhau thì hay là lại với lại tụi con hợp trong mấy cái chuyện mà nói chuyện 18 cộng rồi đó. Cô nhận với chưa? Ai là người nói trước? Dạ hai đứa cùng nói phải có nói qua nói lời không lẽ một đứa nói hoài đúng vậy không là nói trong cuộc họp hay là nói à dạ không nói riêng á chú ý là nguyên dạ. Một đám ngồi với nhau vậy nè cô thì cái bắt đầu nói thì hai đứa nói mà cả đám cùng vui là hai đứa nói chung là lầy cùng dạ đúng, dạ, đúng rồi cùng lầy cùng lầy dạ. Tức là cũng nhóm lầy dạ à. Con nói tới đâu là bạn bắt nhịp tới đó tức là vợ có bắt nhịp dạ đúng rồi với nhau á ừ cái thấy nó có cảm tình với cô bé này dạ thực sự là cái lúc mà sau khi mà nhận cái chức đó xong thì một thời gian sau thì tụi con có tham gia một cái nghi thức hội là làm cái
tụi con là phải đi huấn luyện cùng nhau á, là đi tập nghi thức hội rồi đó, là để đi thi thì tụi con bắt đầu mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Ừ. Sau đó cái giỡn nhau nhiều hơn thì từ lúc đó là bắt đầu con mới có cảm tình. Dạ. Xong rồi từ một cái câu chuyện đó là dẫn đến một cái câu chuyện là tụi con đi đi Vũng Tàu. Đó là tụi con vô tình hôm đó là tụi con cùng hẹn một với nhóm bạn nữa là cũng đi Vũng Tàu luôn. Thì trong chuyến đi Vũng Tàu đó là nảy sinh từ đó, đó là tụi con bắt đầu gọi là bên này thích bên này và bên này cũng bắt đầu thích bên này luôn. Ủa có thích đâu, có thích đâu. Đi xe máy hay đi xe xe hơi? Dạ, xe dạ máy. Đi xe máy à. Là con chở cái này. Ừ, dạ không, lúc đó là con chở một người khác. Là đi nguyên nhóm thì con lúc đầu cũng định gạ chở con đó nhưng mà bị dướng nên là không có chở con được. Ừ. Là chiều chiều đi ra bãi biển ngồi nói chuyện 18 cộng. Đúng không? Nảy sinh tình cảm. Đúng không? Sóng biển dạt vào. Gió biển dạt vào. À, hồi nhắc nghe nè. Dạ. Rồi tối đó coi lại không? Dạ có. Nói chung là hôm đó tụi con cũng ở tập thể. Thì cũng ăn nhậu sương sương xong rồi nhưng chú biết đó, tối đó thì cũng là cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa, nó cũng mãnh liệt lắm. Ủa, cái con... nhóm đi nó đâu? Cũng ở đó luôn nhưng mà tụi con lén. Lén đi ra biển? Không, tụi con lén ở chó luôn. Lén trong phòng luôn. Ừ. Tức là tụi con ở chung tập thể nhưng mà nó có giường, nó có giường riêng. Ừ. Cái xong là tụi con... Ủa, con bò qua? Con hôm mới đầu là con không có bò qua, cái con mới chạy cái nệm xuống dưới. Con gạ gạ xuống dưới nằm, chạy cũng xuống luôn. Trời ơi. Tại vì là bả có men rồi đúng không? Dạ. Hai đứa có nói chuyện 18 cộng nữa không? Không, rồi mà còn nói cái lúc gì không nữa. Nói trước, phải nói trước rồi mới hôn chứ. Ừ, lúc đó nói lúc đó không người nói, ta... lúc đó cũng ngại ngại. Đúng không? Đúng không nói sao được. Bả nói được lén mà làm sao mà nói cái gì? Ừ. Dạ. Cái mới đầu thì chú biết con nằm thì cũng ngại ngại, cái con nằm chỉ chạm hai cái đầu với nhau thôi. Ừ. Xong nằm hai cái chân như chữ V vậy, mỗi người một nơi, chỉ hai cái đầu chạm nhau thôi. Cái xong biết sao lạnh lạnh quá, cái chua 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 giận trong chăn, cái xong rồi nụ hôn đầu. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Là lối yêu nhau đó. Nụ hôn đầu. Dạ. Đúng không? Dạ. Là rồi. Là bắt cả đêm luôn, bé nằm ngủ con luôn. Nhưng mà là nó có bò lên không? Cả đêm luôn, cả đêm. Không, nhưng mà không có gì đâu, tại vì chung mà, chung yeah. nguyên một cái. Nhưng mà hôm đó sẽ là hôm tình cảm nảy sinh đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà sau đó tụi con có công khai không hay là lén lén lúc lúc sợ mắc cỡ? Em nghĩ là tụi bạn nó biết hết chứ chị. Biết không? Nó, dạ không, tụi con gian gian nhíu nhíu mập mờ. Thường thường là như vậy là đám bạn sẽ biết, nhưng thật sự là lúc con tụi con như vậy là đám bạn có hình như cũng không biết. Cũng biết, chị có nên nói chung là cũng cũng có biết nhưng mà không có chắc chắn á. Không, không tại chắc vì chắn. Chú nghĩ thì sao mà không biết được. Tự nhiên nghe bé này xuống dưới nệm nằm thì mấy đứa nó mới thấy chứ. Không, đó là cũng chị... con men chú, ai cũng có men. Ai cũng xỉn rồi. Sáng thì sao, sáng bò lên đúng không? Chị nói em nghe cái chuyện mà hỏi là đi giống như là hồi xưa đi tình nguyện viên hay là này kia nọ. Cũng vậy à, tại vì nó rất là trong sáng trong cái môi trường đó. Giống như hồi đó em Thúy Nga đi diễn chung á, là hai người có tình cảm đâu ai biết đâu. Có mình cô phải... một mình cô phát hiện trước đầu tiên. Hồi đó Thúy Nga là một cặp, là Minh Dũng với Quốc Thuận, với Thúy Nga là một nhóm. Dạ. Nhưng mà tại sao cô một mình cô phát hiện là Thúy Nga Quốc Thuận mà Quốc Thuận là đơn phương Thúy Nga? Chúng tôi là chị em, không có gian gian díu díu mập mờ nha. Dạ, mà rồi. Quay lại chuyện lúc nào, thì mọi người phát hiện ra hai đứa con yêu nhau? Hai đứa con thì kiểu yêu mà không có, tụi con không có công khai. Hai đứa nghĩ là mình mà giữ vậy là kín dữ lắm rồi, không ai biết hết. Vậy mà toàn bắt gặp trên đường thôi cô. Trên đường đi là hai đứa đang đi vậy nè, là có đứa nó về là nó nhắn tin xong rồi có đứa chạy lên. Rồi, tao thấy rồi nha, tao thấy rồi nha, là toàn bị là phát hiện vậy. Là đi chơi thôi đúng không? Dạ. Dạ. Rồi có hồi nào đi khách sạn tiếp nữa không? Nói, luôn đó, hỏi thẳng luôn á. Bị ai phát hiện lúc đi đó? Tại vì biết sao không? Cái dòng đi chơi á, phát hiện còn chối được nha. Nó đâu có nhờ ảnh trở về giùm này cái nọ các thứ. Cái dòng mà lủi lên khách sạn chối thì sao? Có không đúng? Dạ có. Dạ thực ra là như này, thực ra là đi khách sạn thì mới đầu là con cũng có gạ mấy lần. Con thú nhận luôn, con cũng gạ mấy lần. Nhưng mà lần đầu thì cũng không được, lần đầu không chịu nha. Xong rồi con cảm thấy cũng hơi hơi khó chịu. Thế là con quyết định gả thêm lần hai vào một cái ngày hẹn hò khác. Nhưng cũng không chịu. Nhưng mà không chịu thì thay đại mình thái độ thẳng ra. Nhưng mà không nha, nó cứ kiểu đẩy đưa đẩy. Dân xong là díu, lập dạ, xong rồi lần thứ ba quyết định là chạy vô thẳng luôn. Đổ vô luôn. Đúng. Dạ, con đuổi vô luôn. Xong rồi không đâu nói gì đâu. Rồi đó, chú biết chuyện gì tới là cũng tới. Ủa gặp ai quen không? Cái đó là trong mấy lần sau. Tự nhiên hôm đó là hai đứa con đi xuống đáy xe đi về. Cái chồng con mới kêu em con bé kia quen quá. Cái con cũng nói, cái hai đứa con sầm xì thì con kia nó quay lại nó thấy. Cái hai đứa con gái con chạy lại, ưới đi đâu đây, tay bắt mặt mừng làm rưng 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 với nó luôn. Cũng đi khách sạn luôn. Đúng rồi. Trời ơi. Mà
cô chú biết không, con hiểu sao mà gặp trong khách sạn mình đã lén lén vậy, còn tay bắt mặt mừng còn la lớn nữa. Lúc đó là con với lại cái anh bạn bên kia là cũng trốn đi. Cái này muốn đội quần luôn. Mặc được. Kiểu không biết sao gặp trong này mà vui dữ. Nhưng mà có mà hai đứa yêu nhau vậy rồi ba mẹ có biết không? Dạ một thời gian sau cũng khoảng đâu đó khoảng 6-7 tháng gì đó thì lúc đó tụi con cũng bắt đầu công khai thì ba mẹ tụi của hai bên cũng biết. Tụi con cũng lớn rồi đúng dạ. không? Đúng rồi. Mà... Nhưng mà ba mẹ có ngăn cản gì không? Dạ không. Nhưng mà cô ơi, hai lần đầu tiên con về ra mắt bên nhà chồng con là con tự chạy xe qua nha cô. Và không có bà chồng con ở đó luôn. Con tự gọi là một mình đơn phương đi chiến đấu luôn đó cô. Đó. Ủa là sao? Là sao? Tại sao vậy? Vậy là mẹ chồng con á là hay tin là anh này có bạn gái. Đó, cái mẹ chồng con kết bạn Facebook với con. Và lúc chưa cưới chồng con là con làm quản lý bên shop mỹ phẩm á. Cái mẹ chồng con cao tay lắm, mẹ chồng con nhắn tin là con ơi con mua giùm cô hũ kem này nè kia. Mua xong cái con gọi điện thoại cái kêu rồi con đem qua nhà đi nha. Lúc đó đâu có chồng con ở nhà đâu, con chạy qua là một mình con chống mafia luôn. Chồng con đi đâu? Dạ, lúc đó là chồng con đang đi gọi là đi hỗ trợ cho bộ tư lệnh á, rồi đi hỗ trợ chống dịch đó cô Vân nhớ chưa? Lúc đó con còn đang trong quân đội là con được điều lên bộ tư lệnh để đi hỗ trợ dịch lúc đó. À tức là con đi nghĩa vụ quân sự. Dạ đúng rồi. Vậy đó hả? Dạ. Cái đợt đó là cái đợt dịch. Dạ đợt dịch mới đây thôi đúng không? Đợt dịch đầu tiên á. Đợt dịch đầu tiên. Mới đây thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao nghĩ là rồi mẹ lần thứ hai qua gặp mẹ là trường hợp nào? Tức là lần đầu tiên mẹ gặp con mà mẹ biết con là bạn của con rồi. Mẹ dạ. Rồi lúc cái hũ nhưng mà lúc mà mẹ gặp con thì thái độ mẹ sao? Dạ mẹ con thì kiểu như vui vẻ đó, mẹ con vui vẻ rồi cũng hỏi chuyện hai đứa rồi này nọ này kia, xong rồi chắc là thấy ok nên là lần thứ hai mẹ con mới mời qua nhà ăn tân gia, là tân gia của nhà anh. Thì lần thứ hai qua là con giống này cãi lộn. Ông này cãi lộn, nhưng mà con đã lỡ hứa với người lớn, con đâu có thất hứa được. Cái con cũng phải chạy xe qua. Cái con đi lên một cái căn phòng. Trong căn phòng đó là có đầy đủ các bác, các cô, rồi có thầy, rồi có mẹ con nữa. Là một mình con chơi trời ngồi với lại tất cả các bác là ngày. Ủa, sao lại có mẹ con nữa? À không, mẹ chồng, ý là mẹ chồng, mẹ chồng, mẹ chồng con. Là con ngồi đó một mình con lại tiếp tục chống mafia nữa. Và lần đó là lần chốt cưới luôn đó. Chốt đúng không đâu? Giận con, đâu có chuyện qua chỗ con đâu. Nhưng mà bạn gái đã qua tới nhà rồi mà ông vẫn còn giận. Ăn tân gia no cái bụng xong rồi đi đâu á. Chứ ông có đẹp đóng tiếp con luôn. Rồi sau đó là hối cưới luôn đúng không? Dạ, cái cũng hỏi thầy, cái thầy mới nói là ngày 8 tháng 10 âm lịch là ngày tốt. Đó, cho hai đứa cưới mà lúc đó là còn có 3 tháng nữa thôi. Mà bữa đó là ba mẹ mời ông thầy đến luôn. À dạ, thầy này là chị gái của mẹ chồng con. Nhưng mà thầy quy theo đạo á cô. Dạ. Ông ấy trong 3 tháng thôi. Dạ. Lúc đó là trong tâm trạng giận nhau nữa. Đúng không? Bữa thầy coi là không có ông này. Dạ đúng. Bữa đó xong là hết giận rồi. Rồi sau đó thì là trong 3 tháng rồi nó có bị trục trặc gì không hay là nó trơn tru? Dạ không, lúc mà tụi con chuẩn bị đám cưới không có trục trặc gì. Nhưng mà lúc mà tại vì tụi con cưới gấp quá, ai cũng đồn là hai đứa con cưới chạy bầu. Xong rồi cưới châu được nghé rồi đủ thứ hết trơn á. Chắc là không có đúng không? Dạ đúng rồi, cũng muốn lắm rồi nhưng mà chưa có. Bây giờ là cũng chưa có luôn? Dạ giờ tụi con chưa. Không sao đâu, sao chương trình này sẽ bao lâu, lâu rồi? Dạ tụi con 22 tháng 11 là tụi con được 2 năm rồi đó. Em thấy chị hay không? Hồi đầu là chị cản em liền, chị không cho em làm ông bói liền. Để chi? Để mà bao nhiêu cái linh khí á. Linh khẩu. Linh khí nó vẫn còn ở trong khẩu. Tức là đó. Ừ. Rồi để đến cuối bắt đầu em mới phụt ra, em mới chúc hai bạn này. Hay quá trời. Năm sau là dính bầu. Thôi kệ từ từ đi. Cái này là cô nói nghiêm túc nha. Cô bữa chú Thuận mới nhắn vô cho tụi cô á, phải hình như là 2 hay 3 cái tin luôn. Dạ. Là những người mà chú Thuận chúc ở đây nè, toàn là ca hiếm không đó nghe, ca hiếm muộn á. Dạ. Mà có bầu đẻ con luôn, trời ơi nhắn tin cảm ơn á, cảm ơn chú. Cái đó là chỉ là một trong số ít những tin thôi thì đó thì có những ca mà ca nặng hết sao kỳ lắm vậy. Là tí nữa con phải nhiệt liệt xin nhiệt liệt đi con, nhiệt liệt. Ừ rồi thôi bây giờ vậy đi vô cái vụ kia đi, xả ra hết cái vụ mà ở bắt đầu hai đứa lấy nhau về loại tật xấu ra. Bây giờ mình phải nói ra hết để mình xả hết những cái gì tiêu cực, xả ra mình giữ lại cái tích cực để tối nay về mình đơm qua kết trái. Nè, con hiểu không? Hay đó. Quá rồi chị ơi. Hay không? Đó, bây giờ phải nói hết. Nói hết ra. Phải nói hết đi. Dạ. Đó, bây giờ sao chắc chứa trong lòng những điều gì chưa hài lòng về ảnh? Ảnh có những tật xấu gì kể từ khi mà mình làm vợ ảnh? Cái này chắc con có giấy viết không, để con viết ra một cái sớ nó dài dạ, Con nghĩ là con tóm tắt, con bắt đầu nêu cao vai trò phó chủ tịch. Cái đợt đó là mình gạch đầu hàng 1, 2, 3 những cái nặng nề nhất mà những cái mà con mong muốn chồng con phải thay đổi. Nói chung là cứ nói đi khỏi kính thưa. Dạ vậy chắc là có, con nghĩ là có 4 cái. Đây là cô nói là nóng tính nè, nóng tính bừa bộn nè, bừa bộn hay bạo hành con nè, chết chồng rồi một cái nữa là hay thả bom.
À. Bơm là bơm nguyên tử, còn không là bơm tiểu liên nha cô nha. Không, xí xí, trong bốn cái tật xấu đó có một cái tật xấu gọi là bạo hành. Là nó như thế nào? Dạy, bạo hành dễ thương hay là bạo hành vui vẻ, hay là bạo hành nó có chút bạo lực ở trong đó? Dạ, vui vẻ cũng có, bạo lực cũng có nha chú Thuận. Là nhiều khi con đang ngồi không vậy nè, cái đau đau chạy xuống lại bóp vô cái đùi con. Ôi trời ơi, cái con mập này, cái con mập này. Lạ hả, bỏ ra là bầm đùi. Cái đó là dễ thương mà. Trời ơi, lại nựng con á cô Dân. Xong rồi nhiều khi đang ngồi vậy nè, cái tay chặt vô cái đùi con cái. Cái hỏi, cái con la đau, cái kêu, ai biểu cái đùi em nhiều mỡ chi. Con Duyên dễ sợ luôn vậy đó. Vậy đó. Xong bạo rồi trước. Bạo hành mang tính bạo lực, hề hước. Hề hước. Đúng không? Nhưng mà không được duyên lắm. Tại vì phụ nữ người ta mà đã hơi 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 mũm mĩm rồi, người ta rất là ngại cái từ mở và liên tiếp. Đúng không? Sao nhìn chị? Em không biết. Đâu chị đâu. Chị có, là đó. Bây giờ ngon rồi. Ngon rồi. Rồi sao nè, ngồi. Trước khi đi ngủ là lúc nào cũng phải cho con trận vậy đó, giống như là chọc lé xong rồi nhéo đùi nhéo là cho đã cái nư xong rồi mới đi ngủ. Có cãi bã nhau không? Rồi những trận cãi bã như vậy có khi nào mà có đứa bỏ nhà đi không? Đó là vô cái nóng tính đó, chứ không có nghĩa là dạ đúng rồi, rất là nóng tính luôn. Con nhớ con một lần cái anh ảnh bị bệnh thời gian, cô có nghĩa là nếu như mà đã sắp xếp thời gian với ảnh rồi là phải đúng giờ với ảnh nha. Quân đội mà con. Quân đội mà. Lệch giờ với ảnh là ảnh quạo liền. Mà cái hôm đó là con với ảnh nói chung là cũng có hẹn trước lại về nhà để nấu đồ ăn, tại vì chiều đó có tiệc. Thì con mới đi về trễ đi mà con quên báo ảnh, cũng lỗi con quên báo ảnh. Xong rồi về cô ơi, cái mặt đùng đùng sát khí vậy đó. Xong rồi cũng nói qua nói lại, xong rồi ảnh cầm đồ ảnh chọi trước mặt con, ý là ném xuống dưới đất thôi chứ không phải là chọi con. Cái tính con cũng ngang mà, cái con lên con giận đồ con chạy xe về nhà chị con luôn. Đó là lần mà gây nhất, mà cô cái mặt của ổng khó chịu lắm. Mà nhiều lần như vậy không? Không. Có lần đó thôi đó. Đó thôi, ý là những lần trước là tụi con chỉ nói qua nó lại không đến nỗi, nhưng mà cái lần đó là lớn nhất. Là ném đồ. Dạ đúng rồi. Là vợ phải bỏ đi. Rồi bao lâu thì ổng mới qua ổng năn nỉ. Năn nỉ là ở đây là bố mẹ hai bên là người đứng ra giảng hòa cho tụi con. Lúc đó ông không thèm năn nỉ luôn. Giận, lúc đó giận. Mà tụi con đi, nói chung là cũng có một ngày là tụi con giảng hòa về rồi. Tới lúc con về thì lại xin lỗi con. Phụ huynh giải quyết. Dạ. Rồi con tự về hả? Nghe ai rước con về? Con phải tự về hả chứ. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ. Lúc nào cũng đơn thân độc mã. Tự đi đi qua nhà trai hết á. Thì tự đi phải tự về thôi, sao vậy? Rồi giờ cũng như mà qua thấy vợ rồi mới năn nỉ và xin lỗi đúng không? Dạ đúng rồi. Không được. Dạ. Là cái vụ đó là biến cố lớn thôi đúng không? Dạ, với lại chắc một biến cố lớn là trong hôn nhân của hai đứa con đó, là chắc là hai đứa con bị sảy một em bé. Sảy là do tại sao? Do sức khỏe của con. Theo như bác sĩ nói là do là cái hai cái phôi nó không có tốt á, nên khi nó gặp nhau thì nó không có thể hoàn thiện được. Nó nên là tụi con bị, là tụi con cũng mất một khoảng thời gian khá là dài. Thôi nó không có duyên đó con. Dạ. Không có duyên. Có nghĩa là có nghĩa là cái đó lâu chưa? Cái đó là dạ, chắc lúc mới cưới nhau. Dạ đúng rồi. Như vậy là cũng 2 năm rồi. Dạ. Gần 2 năm rồi đúng không? Cái sự cố đó xảy ra cũng gần 2 năm rồi. Dạ. Ừ. Là cho tới nay vẫn chưa có luôn. Dạ. Tới giờ thì tụi con cũng đi khám, thì tụi con nghĩ là tụi con phải chuẩn bị sức khỏe tốt hơn thì mới có để có. Khoan, này cái này phải xác định nha. Khi mà con hư đứa đầu tiên đó, dạ, thì là do các con không muốn tiếp, có nghĩa phải giữ một thời gian. Dạ. Mới có lại. Dạ. Mới thả, đúng không? Dạ. Hay là do các con cũng đã, sau đó là các con thả luôn, và cho tới bây giờ vẫn không có? À dạ không, tụi con giữ, tụi con không thả chứ. Dạ, tụi con không thả. À, dạ, tại vì, đúng không? Dạ đúng rồi, tụi con muốn, tại vì bị như vậy một lần rồi nên là hai đứa con bị xuyên, cũng suy sụp tinh thần hơi lớn. Tại vì thấy ông bà cũng rất là vui khi nghe tin hai đứa con, cũng rất là thích con nít, tụi con rất là háo hức để chờ đợi cái bé nó ra đời, nhưng mà không giữ được, nên là thành ra là tụi con nói là thôi lần sau mình phải chuẩn bị thật là tư thế thật là sẵn sàng để nó tốt nhất cho em. Con đã chuẩn bị thả cho mọi thứ nó sẵn sàng là bao lâu rồi? Dạ tên con bắt đầu con đang trong giai đoạn đó luôn rồi đó chứ Hận. Con đang trong giai đoạn này luôn. Thì con cũng hy vọng là tí nữa con mới xin nhiệt liệt xin viết của chú Hận để năm sau con được như ý. Nhiệt liệt đó. Nhiệt liệt cái gì? Nó những cái từ nó phó chủ tịch mà nó xài từ nó quen rồi. Không sao. Ừ. Rồi. Ok, rồi bây giờ tiếp tục câu chuyện vui đi. Dạ. Mong muốn là trong bốn cái món đó là chồng con phải thay đổi cái món gì? Dạ, trong bốn cái món đó. Cái món mà thói hư tật xấu đó. Dạ, thì chắc con chỉ muốn là chồng con là bớt nóng tính lại. Tại vì khi mình nóng tính thì mình sẽ có những cái lời nói hoặc là những cái hành động nó sẽ không hay, nó ảnh hưởng tới mình. Còn cái vụ mà thả bơm nguyên tử đó thì sao? Thôi được mà, có đó có duyên. Trời. Được không? Tại vì con bé nó khủng khiếp lắm. Nó tốt bụng khủng khiếp lắm. Đó. Trời, mỗi lần mà thả là
như là thả một lần là vừa có âm thanh mà vừa có mùi vị luôn nha cô nha. À, có mùi thôi chứ không có vị. Có mùi thôi. Là còn không á là cứ phải là một làng tạch 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 vậy theo nhịp, mà mỗi lần mà tạch 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 vậy là vừa tạch tạch vừa cười cô, là nó cứ lên xuống vậy nè, mà con cứ phải hứng chịu những cái vụ cùng. Đúng nào, trời ơi, tao quân đội mà tao nhớ tiếng súng mà con ơi, kệ đi thôi mà. Con nhớ có một lần ổng đang nằm vậy đó, cái con mới mong men lại thun lại con tính, con cắn vô cái mông của ổng. Cái ổng thấy con mong men lại, cái ổng ém. Ông em con vừa mới đưa cái mặt vô, ổng đóng cái đung một cái, trời con muốn hói đầu luôn. Đó, thấy chưa, cái đó là lựu đạn hoặc là bom đó. Sao con có thể là... điều khiển hành vi được hay vậy hả? Còn cái lúc đó con cũng tình cờ thôi, là con cũng đang thấy mình có dấu hiệu rồi. Xong dạ, tự nhiên cái mong men lại, cái con ém liền. Kem. Con ém liền, vô cái là đúng thời cơ là... dính hết ăn cọng gói luôn. Rồi bây giờ thôi, cái vụ đó thì vui mà đúng không? Dạ. Không cần thay đổi, đúng chỉ rồi. Cần thay đổi là bớt nóng tính lại, đúng không? Dạ. Được không? Dạ. Quá dễ, đúng không? Rồi bây giờ tới con đó con. Tới con thì tính xấu của vợ con thì như thế này. Có hai cái. Một cái thứ nhất là về cái việc mà con nóng tính á, nhiều khi con cũng hay nói ra những cái từ ngữ nó làm tổn thương đến cái người đối phương á. Thì trong cái lúc đó thì vô tình vợ con cũng sẽ gọi là ngang ngược và dựng lên và nói ngược lại con. Thái độ khiến, đúng rồi, thái độ ngược lại của con khiến cho cái mọi chuyện trở nên nó căng thẳng lắm. Tức giống là như... súng mà đụng súng đó. Đúng, đúng rồi. Giống như bây giờ dạ, súng mà đụng bông gòn hay gì là nó khác đúng không dạ, con? Đó. Đó là khiến cho cái câu chuyện nó căng thẳng hơn là nó sẽ không có hồi kết. Thì lúc đó thường tụi con sẽ quyết định là không nói chuyện nhau nữa để cho nó giảm nhiệt xuống, sau đó rồi mới nói chuyện với nhau. Thì cái đó là cái tính xấu nhất là hay thái độ lắm. Nghĩa là không nhường. Tức là không biết nhịn đó, dạ, đúng không? Rồi, không dạ, biết nhịn đó mà giờ vợ con nó ngang chức con mà. Con phó nó cũng phó, rồi chừng nào con mà trưởng á nó phó thì con được quyền. Đúng rồi. Còn bây giờ hai đứa về bốc thăm đi, bầu đi con đứa nào coi như là cương tháng bốc thăm lần. Đó. Đứa nào sao là nữa nè. Dạ. Còn cái tật xấu thứ hai là cái lúc mà ngủ á, chú Thuận với lại cô Vân, là thí dụ ngủ dậy thì con gọi dậy bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần dậy là cũng lại khó chịu con nha. Wow. Ngủ đúng rồi, nhưng mà con cũng hiểu sao luôn, con chị gọi dậy rất nhẹ nhàng, rất là bình thường, em dậy đi là khó chịu con liền, bảo quạo liền, người giật vậy nè. Mà không phải một hai lần nha, mà gần như mọi lần nào ngủ mà con kêu dậy là cũng vậy, cho nên là con tránh luôn. Đúng rồi. Trời, vậy mai muốn có con mà sao thì đó. Rồi như vậy là chú đoán nha, chú mạnh dạn chú đoán luôn. Mai muốn có con cái con là người đi gọi từ người một. Tại vì mình ở nhà, mình là người đàn ông mà thức sớm nhất. Thì đó, tại vì bạn này làm trong quân đội nó quen tác phong rồi. Trời ơi, như vậy là chắc chắn luôn, mai mốt con là cái người mà gõ cản đó. Đó. Rồi kêu mình đứa nhỏ rồi kêu mẹ nó trời cực lắm. Rồi chú là sáng là phải làm đủ trò hết trơn á, hò hét múa lửa lắc vòng. Tụi nó vẫn không thích. Đủ trò vậy mà. Mai mốt chỉ cho bí quyết nha. Nói một vài câu thôi là bật dậy hết luôn. Nhắn tin chỉ cho cháu nó đi. Đó, từ từ. Còn mong chờ á. Còn gì đó nữa? là có hai cái tật xấu đó thôi, thật ra cũng không còn cái gì nữa nha. Con muốn thay đổi luôn đi con. À, muốn thay đổi thì con cũng không muốn vợ con thay đổi nhiều, chỉ cần là vợ con cố gắng mình giữ sức khỏe để mà cho cái kế hoạch của em bé sau này á. Nhưng mà sức khỏe của con là nó có vấn đề gì? Cô thấy con rất là khỏe mạnh đâu có cái vấn đề gì đâu. À, con bị con đi khám thì bác sĩ bảo con bị thiếu máu nhiều á con. Dạ, con bị thiếu máu nhiều quá nên là con phải bổ sung sắt hàng ngày luôn. Dạ. À, nhưng mà đó là con là khám một bác sĩ, tức là bác sĩ phụ khoa, bác sĩ mà về sinh sản đó. Dạ. Nói với con điều đó hay là một bác sĩ khác? Đúng. Dạ, con đi khám bác sĩ sản xong rồi vừa gần đây nhất là con cũng có đi khám tổng quát thì bác cũng nói với con. Nhưng bác sĩ sản có nói với con vấn đề là con bị thiếu sắt không? À, dạ có, nên thường cũng cho con thuốc để uống. Tại vì thiếu sắt á là cái khi mà có bầu á. Dạ. Mà thiếu sắt á là nó dễ bị sảy là chính xác luôn. Dạ. Ừ. Dạ. Sắt kẽm những dạ, cái chất đó đó. Ừ. Ăn thịt bò nhiều vô. Dạ. Bảo đảm là có sắt thôi. Dạ. Dạ. Rồi chỉ là mong muốn là gì thôi đúng không? Dạ. Nói chung là sau những cái biến cố và những cái khó khăn xảy ra thì tụi con cũng quyết định chọn nhau, vẫn là chọn nhau và chọn yêu thương giống như là hai mảnh ghép không thể thiếu vậy đó. Dạ. Tụi con vẫn hy vọng luôn luôn là mọi thứ tốt đẹp dành cho đến nhau. Tay vợ nói con đó đi. Nói chung là hy vọng em sẽ luôn luôn khỏe mạnh để ở bên anh. Nói chung là sinh con cho anh tới cuối đời. Dạ. Trời, sinh con đi. Sinh con đến cuối đời là nhiều lắm á. Dạ. Sống 100 tuổi là 100 đứa đó. Ớn thiệt. Nói chung là đã chọn nhau rồi thì sóng gió hay là phong ba bão táp gì thì vẫn là chọn nhau đúng không? Dạ. Cái đó người ta gọi là gì đó Bin? Lựa chọn yêu thương. Chọn yêu thương để chọn có hạnh phúc. Để đúng có rồi, hạnh phúc đó. Bây giờ chúng ta không chọn yêu thương thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Nhưng mà cô thấy vậy nè. Dạ. Hai đứa tụi con á
cái vụ nóng tính á, tại vì nếu mà vợ con á đã có một cái dớp ở trong cái việc mà về sức khỏe mà đối với thai kỳ á, thì nếu như mà khi vợ con có bầu á, mà vợ con bị những cái cảm xúc á, nó bị sốc về cái vấn đề mà nóng tính á, của con và của vợ con luôn. Tức là khi vợ con đó, như nãy là giống như tụi con bị va chạm á, hai cái súng mà đụng nhau á, hai cục sắt đụng nhau á, nó sẽ tạo ra sát thương á. Giờ phải một đứa làm bông gòn, một đứa làm cục sắt thì mới được. Đó, thì cô chỉ nghĩ là nếu như vợ con trong thời gian mà nếu vợ con có bầu á, hoặc là trước khi có bầu cũng vậy, thì là con cố gắng á, là con tạo một cái không khí xung quanh lúc nào cũng phải yên bình, ấm áp. Và vợ con sẽ gọi là sống trong một cái bầu không khí mà nó không có sát thương á, thì vợ con mới có thể ổn định cái bào thai này được. Cô nói ví dụ mà chẳng hạn như giật mình cái, chẳng hạn như nhiều khi con nóng tính á, mà nó lớn cái, ví dụ như vợ con bị giật mình cái là em bé nó cũng sẽ giật mình. Đó, hoặc là hai đứa mà cãi nhau và vợ con phải sững cổ lên á, cãi nhau với con, là chắc chắn em bé nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đó con. Thành ra thôi thì bây giờ tập từ bây giờ luôn đi, hai vợ chồng đều phải bớt đi cái điều đó. Chồng bớt nóng tính thì vợ nó cũng đâu có cương lại, nó cương với ai bây giờ, đúng không? Để mà chuẩn bị đón em bé, cô nghĩ là như vậy. Và sau đây chúng ta sẽ đến phần chúc tụng. Xin mời. Dạ, xin mời thầy. Xin mời ông chứ, xin mời ông. Những gì mà chị Vân vừa nói là hoàn toàn chính xác. Hãy để cho người phụ nữ sống trong một cái không gian hết sức là an toàn và vui vẻ, và chính chúng ta là người tạo ra cái không khí đó cho vợ mình, chúng mày đó. Thật ra chú nhìn cái sắc diện của các con là những là hai cả hai vợ chồng là rất là có phúc, là có phúc thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lộc, và lộc ở đây là lộc trời cho đó. Thành ra cái đó, tất những gì mà đã qua đừng nghĩ tới nữa, tất cả mọi thứ là thử thách đó nha. Rồi thôi bây giờ chúc hai vợ chồng nha. Sau chương trình này về anh này sẽ chững chạc hơn, không còn nóng tính nữa ha, nhẹ nhàng với vợ, và thậm chí là chú mong là hai đứa sẽ dành thật nhiều thời gian để đi ăn uống nè, hoặc là đi chơi ở đâu đó đó. Nhiều khi mình thay đổi địa lý đi chị. Đúng rồi. Thay đổi địa lý, vị trí đi. Đúng đừng rồi. Có ở một cái giường quen thuộc nữa, thay đổi vị trí địa lý không gian đó. Thì chú chúc cho các con qua năm sau bác sĩ sẽ báo tin vui. Cuối năm sau giống như cặp vợ chồng đầu tiên, hai vợ chồng sẽ chào đón một con mèo vàng thật là đáng yêu, trai gái gì cũng được hết. Đúng rồi. Khỏe mạnh đủ đầy, xinh trai xinh gái giỏi giang giống như cha mẹ nha. Đến với gia đình của các con. Cảm ơn chú Thuận có nhớ cô Vân rồi. Lúc nào mà nhớ chuẩn bị cãi nhau một cái nhớ nha. Ở trong tủ lạnh lúc nào cũng để sữa lớp nha. Mở ra một cái thấy cái lớp một cái là nhớ chứ đâu có nhớ cái thông điệp là lựa chọn yêu thương để mang lại hạnh phúc đó, nhớ nha. Hạnh phúc là lựa chọn nha các con. Ở đây nói gì tao quên rồi. Thôi thì chúng mình sẽ nói sao. Rồi cảm ơn hai con, và bây giờ đến cái phần bốc thăm trúng thưởng. Nói gì xong nói luôn đi. Đi thì không, này nó riêng tụi con.